nhiêu bó? 12 bó. Xin chào quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 6 tháng 2 năm 2024. Mình đang có mặt tại ngôi chợ mới Đà Lạt Center quý vị ha. Đó, chợ Tết đấy quý vị. Bên này là hotel của Linh này, khách sạn 4 sao nằm ngay trung tâm chợ ha. Hôm nay cũng nhằm ngày 27 Tết rồi quý vị. 27 Tết rồi mà thấy chợ Đà Lạt nó cũng khá là vắng luôn, đặc biệt là những cái khu chợ mà thời trang như thế này. Thời trang bánh kẹo. Chợ dưới thì mình nghĩ cũng đông vui tấp nập đấy, nhưng mà chợ trên khu vực thời trang và bánh kẹo như thế này, bánh mứt như thế này nó vắng lắm luôn. Tối hôm qua mình đi siêu thị thấy phải nói là khách quá trời. Họ phải nói là vô đứng xếp hàng nườm nượp. Chờ cả tiếng đồng hồ mới. Chờ cả tiếng đồng hồ mới thanh toán xong. Còn dưới chợ thì quá vắng luôn. Chạy đi chờ rồi hả? Đi làm răng rồi sáng mai nhặt nhỏ mà. Mẹ bên này phải nói là không một bóng người, ghê quá. Ôi trời là cái chợ Tết, quý vị thấy chưa? Con mình cũng không buồn dọn ra để bán luôn à. Đi sâu vào trong này mới thấy cái cảnh quá vắng luôn. Chăng ra gối nệm. Dạ không, em đi chơi thôi. Vắng lắm luôn. Quầy hàng này người ta không thèm mở ra bán luôn vì ạ, vì nó quá vắng. Thời trang năm nay là thua đầm luôn quý vị ạ, đặc biệt là khu vực chợ mới này. Đó, đi vào một vòng mà từ đầu đến cuối mà hàng loạt đóng cửa trong cái mùa Tết nhất như thế này là thua rồi quý vị ơi. Thôi mình dẫn quý vị đi xuống chợ dưới đi, nhìn có không khí một chút ha, đông vui tấp nập mua sắm những cái mặt hàng thiết yếu chứ, cho nó có cái không khí Tết một cái chứ. Trên này thấy buồn quá luôn quý vị ạ, còn 3 ngày làm đến Tết mà buôn bán nó ảm đạm quá. Ừ.
sao em lỡ đành quên. Qua wow, đi lên cái chợ trên thấy khung cảnh nó quá thê thảm luôn quý vị. Xuống dưới này thấy đông vui nè ha. Thịt thà cá mú rau ráng là chân ái nhất. Đó, chém bát xong nồi. Khu vực trong này bán bánh chưng à. Thịt heo quay. Xôi chè. Quầy thịt của địa. Chả, khô giò, bánh chưng, dưa móng, xương heo quá trời trời. Đó, ai mua con heo về cũng tất niên này. À. Heo quay, rất là lớn luôn. Rau rán đồ khô quý vị, đồ khô này bán được lắm luôn, bánh kẹo Tết. Quần áo năm nay ế lắm. Chè mức như vậy. Mức cần ha. Gạo, cơm, mắm, muối và đậu. Chơi, chơi, chơi! Hai người đi hết cái đường luôn.
trái cây chất đóng luôn quý vị. Trái cây mua về cúng mà. Mùa này thì bà con mình bán hoa rất là được luôn đó. Hoa thông dụng á. Hoa về cắm mà quý vị. Còn chờ hoa đào, hoa quất ngoài kia thì vẫn đang còn ế rề luôn. Hoa này phải nói là bà con bán mỏi tay luôn đó chứ. Năm nay hoa ly quá trời luôn, hoa ly năm nay rẻ lắm. Bà con mình chen chúc nhiều lúc cũng dễ nổi quào ha. Thôi thông cảm, đông quá. Đấy. Bên này là hàng trái cây này. Trái cây người ta chở về bán xuyên mà đêm luôn. Đóng từng thùng thùng, hơi bị nhiều. Đồ tầm xuân quý vị, cái này để được lâu lắm, năm này qua năm nọ luôn. Cắm rất là đẹp ha. Còn những năm nay bà con mình cắm đủ tầm xuân nhiều ghê á. Nếu bán được là vẫn bảo quản qua năm khác được rồi quý vị. Cái hoa này xử lý rồi á, cho nên chỉ để rất là lâu.
mua quá trời luôn ha. Đóng hàng gửi đi đâu quý vị, đóng từng thùng thùng vài chục bó và trăm bó ấy, bán mỏi tay luôn đấy chứ. Đó, những cái khung cảnh buồn vui lẫn lộn có hết ha. Có lê dơm quý vị. Đà Lạt, hoa tươi Đà Lạt. Bóng đóng đi liên tục quý vị ha, nhiều ghê á. Bà con mình lưu ý giùm em là cái sản phẩm